Chào các bạn, hôm nay Garden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Ảnh hưởng bởi bão tuyết cho nên các quận hạt tại tiểu bang Texas đã cấm các tiệm rửa xe mở cửa vì thiếu nước. Có nơi phải phạt đến $250 nếu lãng phí. Hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 2 thì chánh án Andy Brown của Travis County thuộc tiểu bang Texas đã ra lệnh yêu cầu các tiệm rửa xe ở trong quận phải ngưng hoạt động cho đến ngày 25 tháng 2 trong bối cảnh mà nhiều khu vực trong tiểu bang đang thiếu nước sạch trầm trọng do bão tuyết. Trước khi lệnh này được đưa ra thì nhiều người thấy các tiệm rửa xe trong khu vực vẫn hoạt động, thậm chí là có rất đông khách đến rửa xe, khiến người dân rất bất bình. Trên Twitter thì cô Mary Heather Dunn đăng hình hàng dài xe đang chờ được rửa tại tiệm Barton Springs nằm trên đường Lamar ở Austin với dòng chữ: "Làm sao mà tiệm rửa xe này được phép hoạt động khi mà mẹ tôi, 75 tuổi, không có nước để sử dụng 4 ngày nay." Ông Steve Stewart, quản lý tiệm Barton Springs, cho biết họ cũng đang cung cấp nước cho người dân, nhưng giới hạn chỉ từ 2 đến 5 gallon mỗi hộ gia đình. Cùng với lệnh của chánh án thì Sở Thủy cục Austin khuyến cáo người dân nên đun sôi nước trước khi sử dụng và phải tiết kiệm nước. Nếu người nào lãng phí nước thì người đó có thể sẽ bị phạt $250. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì dân biểu ở tiểu bang Texas nói về tình trạng thiếu lương thực sau bão. Dân biểu của đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Texas là Colin Allred nói về tình trạng thiếu lương thực ở tiểu bang này sau trận bão mùa đông bị mất điện. Ông nói rằng vợ chồng ông không thể mua sữa cho con của mình. Phát biểu với người dẫn chương trình là Tiffany Cross của MSNBC hôm thứ Bảy thì Allred nói rằng mặc dù nhiều người đã có điện năng trở lại nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết sau trận bão tuyết bất ngờ. Nguồn điện gần như đã được cung cấp trở lại, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là nước và thực phẩm trong các cửa hàng tạp hóa, trên kệ hàng đã bị quét sạch. Bạn không thể tìm thấy sữa ở đâu cả. Tôi có đứa con 2 tuổi, ông nói. Tòa Bạch Ốc thông báo hôm thứ Bảy rằng ông Joe Biden tuyên bố một thảm họa nghiêm trọng ở Texas và đã kêu gọi sự hỗ trợ của tiểu liên bang để giúp đỡ các nỗ lực của tiểu bang và địa phương sau thời tiết tàn khốc. Hành động này của ông Joe Biden đã giúp tài trợ liên bang có sẵn cho các cá nhân bị ảnh hưởng. Dân biểu nói rằng ông đang làm việc với FEMA để giúp đưa nước đến người dân của tiểu bang này. Còn rất nhiều việc phải làm, chúng tôi cần viện trợ cần thiết và FEMA là cơ quan chính, Allred nói. Allred nhấn mạnh thông tin liên lạc với người dân Texas để giúp ngăn chặn mọi người thực hiện các hành động nguy hiểm để giữ ấm, chẳng hạn như đốt bếp gas trong nhà của họ. Ông cũng lưu ý kiểm tra các cư dân dễ bị tổn thương, có thể đã bị ảnh hưởng. Tuần trước thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội khi có chuyến đi tới Cancun, Mexico, trong bối cảnh tiểu bang của ông bị mất điện và thiếu nước. Allred đã nói về chuyến đi của Cruz và những gì các nhà lãnh đạo nên làm trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi không có chút kiên nhẫn nào cả và tôi không thể hiểu được ai đó lại nghĩ rằng trong thời kỳ khủng hoảng như thế này là thời gian để đi nghỉ. Tất cả chúng ta phải làm rất nhiều việc và nhiều thành viên quốc hội ở tiểu bang này đang làm điều đó, ông nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thật là kinh hoàng, 3 người phụ nữ Việt Nam đã bị thiệt mạng trong tai nạn xe tại tiểu bang Pennsylvania. Cảnh sát tại North Huntington, một thị xã nằm cách thành phố Pittsburgh khoảng 25 dặm về hướng đông nam, đã điều tra một tai nạn có liên quan đến hai chiếc xe đâm đầu vào nhau. Biến cố kinh hoàng này xảy ra trên xa lộ Route 30 ở một đoạn đường không có tường cản ở giữa để ngăn chia hai chiều xe chạy ngược nhau. Tai nạn này đã xảy ra vào hôm Chủ nhật 14 tháng 2 năm 2021. Tính đến chiều thứ hai thì tổng cộng có 4 người thiệt mạng, kể cả 3 phụ nữ gốc Việt ngồi chung trong một chiếc xe. Theo tin của nhật báo Tribune Review, thì 3 nạn nhân Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thu Xuân, 51 tuổi, từ thị xã Hemphill, tài xế của chiếc xe Honda CR-V chạy về hướng đông trên đường Route 30. Bà Trịnh Thị Lan, 67 tuổi, từ North Huntingdon,
khách ngồi ở ghế trước của chiếc Honda. Cô Trần Trịnh Phương An, 30 tuổi, cũng từ North Huntingdon, khách ngồi ở ghế sau của chiếc Honda. Chiếc Honda đã chở tổng cộng 3 người và cả 3 đều đã tử nạn. Nạn nhân thứ tư là ông Jeffrey Tommy, 44 tuổi, từ thị xã Markisport, khách ngồi ở ghế trước của chiếc Buick LeSabre chạy về hướng Tây, ngược chiều chiếc Honda CRV chở 3 phụ nữ gốc Việt. Ông Tommy và bà Nguyễn Thị Thu Xuân đã thiệt mạng tại chỗ, theo tường trình của cơ quan giáo nghiệm hạt Westmoreland County. Bà Trịnh Thị Lan và cô Phương An thì được xe cứu thương chở tới bệnh viện Forbes Hospital ở thị xã Monroeville, nơi họ đã qua đời, theo tường trình của cơ quan giáo nghiệm hạt Allegheny County Medical ngày thứ Hai. Cuộc điều tra sơ khởi của Sở Cảnh sát North Huntingdon cho thấy chiếc Buick được lái bởi Timothy Richardson từ thị xã Trafford. Chiếc xe này đã chạy về hướng Tây và lấn qua chiều ngược lại của chiếc Honda CR-V vào khoảng 6 giờ chiều Chủ nhật. Richardson được chở tới bệnh viện AHN Forbes Hospital với những vết thương trầm trọng. Route 30 là huyết mạch đông xe chạy từ đông sang tây của tiểu bang Pennsylvania. Báo Tribune Review cho biết Route 30 là con đường xảy ra nhiều tai nạn nhất so với tất cả các đường khác tại hạt Westmoreland County. Các viên chức thuộc nha lộ vận Pennsylvania từng nói rằng việc xây tường cản ở giữa cũng không chắc giảm bớt tai nạn. Vì vậy, việc xây tường không được tiến hành. Tai nạn vào chiều Chủ nhật đã khiến đoạn đường ở North Huntington bị đóng hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến sau 10 giờ đêm thì đường mới thông trở lại. Chưa rõ có phải vì tình trạng đường trơn trượt vì tuyết hoặc đóng băng đã khiến chiếc Buick chạy băng qua làn ngược chiều và đâm vào chiếc xe chở 3 phụ nữ Việt Nam, khiến họ bị thiệt mạng vào ngày mùng 3 Tết. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì chính quyền của tiểu bang Texas sẽ điều tra nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng cao chưa từng có trong bối cảnh tiểu bang này vừa bị mất điện trên diện rộng do bão tuyết. Thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott ngày 20 tháng 2 đã mở cuộc họp khẩn cấp với thành viên lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Ông tuyên bố việc người dân Texas phải đối mặt với tình trạng giá điện tăng vọt sau nhiều ngày chống chọi với cái lạnh kinh hoàng vì không có điện để chạy máy sưởi là điều không thể chấp nhận được. Ông Abbott khẳng định bản thân đang nỗ lực hợp tác cùng các nhà lập pháp tiểu bang và phó thống đốc để xây dựng giải pháp để bảo đảm người dân Texas không phải chịu những hóa đơn tiền điện tăng cao vô lý. Thống đốc Abbott đồng thời phê bình Hội đồng Điện lực Texas, viết tắt là ERCOT, hoạt động quá mù mờ. Nhiều ý kiến chỉ trích thời gian qua nhắm vào mối quan hệ giữa ông Abbott và ERCOT, cho rằng cơ quan này hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thống đốc tiểu bang Texas. Ủy ban tiện ích công cộng Texas, viết tắt là PUCT, cơ quan quản lý các dịch vụ tiện ích cho người dân, ngày 20 tháng 2 cũng thông báo mở cuộc điều tra. Các nhân tố kết hợp với thời tiết mùa đông làm đảo lộn việc cung cấp năng lượng cho hàng triệu gia đình trong tiểu bang này. Những ngày qua thì hãng tin WFAA ghi nhận nhiều trường hợp giá điện bán xỉ tăng vọt từ $50 một megawatt đến $9,000 một megawatt sau đợt bão tuyết lịch sử. Một chủ hộ gia đình ở Texas cho biết nhận hóa đơn tiền điện lên đến $17,000 trong tháng qua cho 3 căn nhà, văn phòng, nhà riêng và nhà khách, trong khi vào tháng 1 thì người này chỉ phải trả tiền điện là $660, theo WFAA. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì lính cứu hỏa thuộc tiểu bang Texas đã bất lực nhìn tòa nhà bị thiêu rụi vì nước đóng băng. Nguyên một tòa chung cư ở tiểu bang Texas ở Mỹ đã chìm trong biển lửa trước sự chứng kiến đầy vô vọng của lực lượng lính cứu hỏa và các cư dân. Tiểu bang này, Mỹ đang trải qua một đợt lạnh kỷ lục khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, thiếu thốn mọi thứ từ điện nước đến lương thực và thực phẩm. Nhiệt độ xuống thấp đến nỗi gần như mọi nguồn nước đều bị đóng băng, ngay cả việc chữa cháy cũng trở thành việc bất khả thi. Theo ABC News đưa tin ngày 20 tháng 2,
tìm một tòa chung cư 2 tầng ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, đã bốc cháy suốt gần một ngày, từ chiều 18 tháng 2 sang đến 19 tháng 2. Tuy đã có mặt tại hiện trường từ sớm, song lực lượng lính cứu hỏa lại hoàn toàn bất lực trước việc các trụ nước chữa cháy đều đã đóng băng vì nhiệt độ xuống quá thấp. Chia sẻ với trang tin này, Jerry Bialik, đội trưởng của đội cứu hỏa Bisa Unworth cho biết: "Chúng tôi cố gắng dẫn nước từ các trụ cứu hỏa quanh tòa nhà để dập lửa, nhưng chẳng có gì vì mọi thứ đều bị đóng băng." Cơ quan chức năng sau đó đã cố gắng điều động 15 xe tải chở nước đến hiện trường, song vẫn không đủ để dập tắt đám cháy quá lớn. Đội cứu hỏa cũng cố lấy nước từ các trụ nước chữa cháy khắp thành phố, nhưng lượng nước có được không đáng kể. Toàn bộ người dân trong tòa nhà đã được di chuyển an toàn. Trước nỗ lực dập tắt đám cháy vô cùng khó khăn, thì lực lượng cứu hỏa phải đặt toàn bộ cố gắng vào việc di tản cư dân trong tòa nhà. Khoảng 130 người thuộc 32 gia đình đã được đưa đến nơi an toàn. Hiện tại chưa có báo cáo nào về con số thương vong. Công cuộc chữa cháy đã diễn ra suốt đêm và phải sau hơn nửa ngày ngọn lửa mới cơ bản được kiểm soát. Đội cứu hỏa cũng đã thành công ngăn không cho đám cháy lan sang các công trình khác. Đội trưởng Jerry cho hay: "Chúng tôi rất tiếc trước thiệt hại này của người dân, nhưng chúng tôi cũng đã làm hết sức có thể." Đội chữ thập đỏ của tiểu bang này cũng đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ quần áo, đồ ăn và giúp đưa các cư dân đến nơi ấm áp cũng như an toàn hơn. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đàn ông ở tiểu bang Texas đã giải cứu 145 người lái xe mắc kẹt trong bão tuyết. Một người dân ở Texas đã bất chấp giá rét để ra sức giải cứu 145 tài xế bị mắc kẹt trong trận bão mùa đông Uri đang càn quét qua miền Nam Hoa Kỳ. Hình ảnh những con đường ngập sâu trong tuyết và hàng trăm tài xế bị mắc kẹt bên lề đường, băng giá và nguy hiểm ở Austin, Texas đã thôi thúc anh Ryan Shively nghĩ rằng mình phải làm gì đó, theo KVUE. "Chà, hãy đặt mình vào vị trí của họ," anh nói. "Nếu bạn đang ngồi bên lề đường với vợ và con của bạn, chiếc xe nằm ì giữa đường không thể nhúc nhích và chẳng có nơi nào để tạm trú. Điều đó thực sự rất tệ đấy. Nếu tôi ở tại vị trí đó, tôi sẽ cầu xin và hy vọng rằng ai đó sẽ giúp tôi. Vì vậy, đó chính xác là những gì tôi đang làm." Anh Shipley đã sử dụng những chiếc xe bốn bánh của mình và tất cả những phương tiện anh có để kéo những chiếc xe ra khỏi con đường ngập tuyết và đưa mọi người đến nơi an toàn. Kết quả là anh Shipley đã giải cứu được 98 chiếc xe hôm 16 tháng 2 và 47 chiếc khác hôm 17 tháng 2. Anh cũng giúp đỡ vận chuyển người từ các trung tâm y tế về nhà của họ và giúp các y tá đến nơi có bệnh nhân. "Tôi đã giúp đỡ bất cứ ai mà tôi tìm thấy bên đường. Cơn bão đã khiến đường xá ở Austin tê liệt và nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Tôi đã thực hiện rất nhiều vụ giải cứu với các nhóm khác nhau ở Austin," anh Shipley chia sẻ với Breitbart News. Hành động của Shipley là một phần được truyền cảm hứng sau khi anh bị gãy xương chậu và suýt mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 3 năm 2020. Những người khác khi đó đã giúp anh và bây giờ anh muốn làm điều tương tự. Shipley và đội nhóm của anh làm việc hoàn toàn trên tinh thần vì cộng đồng. Họ không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng cũng không từ chối nếu ai đó giúp một vài đô la tiền xăng. Tiểu bang Texas vốn được biết tới với những sa mạc và những đợt nóng khắc nghiệt, nhưng giờ đây bị bụp phủ một lớp băng dày khi một cơn bão mùa đông mạnh chưa từng có tàn phá miền Trung và miền Nam Hoa Kỳ, đồng thời đẩy hơn 4 triệu người tại tiểu bang này vào tình cảnh mất nước, không có lưới điện và thiếu thốn thực phẩm nghiêm trọng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì phát hiện ra hai người phụ nữ cải trang thành người già và khai gian danh tính để được trích ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán. Hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 2 thì giới chức y tế tiểu bang Florida cho biết về trường hợp hai người phụ nữ trẻ cố tình giả làm người già, mục đích là sớm được trích ngừa vaccine trị viêm phổi Vũ Hán mũi thứ hai. Theo Dr. Ron Pino, giám đốc sở y tế Orange County tại Florida cho biết: "Hôm thứ Tư chúng tôi phát hiện có hai phụ nữ trẻ cải trang giống như người già để được trích ngừa vaccine COVID-19 thứ hai, mũi thứ hai.
Được biết, hai người phụ nữ là Olga Monroy Ramirez, 44 tuổi, và Marta Vivian Monroy, 34 tuổi. Họ đang mặc như người già, với bọc tóc, đeo găng tay, đeo kính lão, tới một trung tâm hội nghị ở Orange County để đăng ký chích ngừa COVID lần thứ hai. Khi đi chích ngừa lần thứ hai, họ đã trình ra bằng lái xe thay vì thẻ xác nhận đã tiêm chủng lần thứ nhất. Trong tờ khai, họ vẫn sử dụng tên thật của họ, nhưng đổi ngày sinh để trở nên già hơn. Các nhà chức trách kiểm tra thấy ngày sinh trên bằng lái xe và ngày sinh trong tờ khai chích ngừa của họ không trùng khớp. Họ chỉ trích Olga và Monroy đã ích kỷ khi lấy trộm vaccine và yêu cầu họ phải trung thực hơn. Sau khi hành động gian lận bị phát giác, thì thông tin của hai người phụ nữ này đã được lưu lại. Cảnh sát Florida cảnh cáo nếu họ tái phạm, họ sẽ không được chích ngừa lần thứ hai. Theo cảnh sát, thì họ còn phát hiện nhiều trường hợp khai gian danh tính để được chích ngừa vaccine. Do đó, có thể số trường hợp gian lận thực sự còn rất nhiều. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Mỹ đã quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại luật hải cảnh mới của Trung Quốc có thể làm leo thang việc tranh chấp hàng hải và được Bắc Kinh viện dẫn để thúc đẩy yêu sách phi pháp. Washington quan ngại về ngôn ngữ trong luật, rõ ràng gắn việc sử dụng vũ lực tiềm tàng, bao gồm cả vũ trang của hải cảnh Trung Quốc, với việc thực thi các yêu sách của Trung Quốc cùng các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải đang diễn ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là Ned Price nói trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 2. Ông nói ngôn ngữ của luật ngụ ý mạnh mẽ rằng luật này có thể được sử dụng để đe dọa các nước láng giềng của Trung Quốc. Chúng tôi còn lo ngại rằng Trung Quốc có thể viện dẫn luật mới này để khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp ở Biển Đông, vốn đã bị phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ, Price nói thêm. Price cho biết Mỹ tái khẳng định tuyên bố vào tháng 7 năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc là hoàn toàn phi pháp. Phát ngôn viên nói thêm rằng Mỹ giữ vững lập trường trong các cam kết liên minh với Nhật Bản và Philippines. Trước đó, thì tân Ngoại trưởng Antony Blinken cũng bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Tháng trước, thì Philippines gửi công hàm phản đối luật hải cảnh Trung Quốc sau khi nó được thông qua. Ngoại trưởng Philippines là Teodoro Locsin gọi đây là lời đe dọa chiến tranh với bất cứ quốc gia nào từ chối đạo luật. Hôm 17 tháng 2, thì đại sứ Philippines tại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh khẳng định luật hải cảnh không nhằm vào quốc gia cụ thể nào và hứa sẽ kiềm chế. Luật mới cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nước ngoài, đồng thời cho phép phá công trình nước khác xây dựng trên các thực thể và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu ra yêu sách chủ quyền. Đạo luật này còn trao cho hải cảnh Trung Quốc quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Trung Quốc đơn phương vạch ra yêu sách đường 9 đoạn để đòi chủ quyền với hầu hết diện tích của Biển Đông. Họ cũng có tranh chấp chủ quyền biển với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông. Bắc Kinh nhiều lần điều tàu hải cảnh đến, xua đuổi tàu cá của các quốc gia khác và một số lần đã đâm chìm tàu cá của nước ngoài. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Và mong quý vị nhấn cái chuông bên phải của nút subscribe nếu quý vị đã bấm subscribe rồi. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.